Đây là vườn sưa đỏ của gia đình bà con nha. Vườn sưa đỏ rất chi là đẹp. Đây sưa đỏ lá mọc xòe lè. Sưa trắng là lá mọc đối xứng bà con nha. Ai mà chưa biết này chú ý. Nhà đang còn rất nhiều. Bà con cô bác ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0919 255 145 nhé. Cây cao từ 40 đến 60 cm.